Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, đây là năm con giáp, năm trời định, phải trải qua ít nhất hai đời vợ. Có người còn lận đận hơn, thậm chí phải lấy 3, 4, 5 người. Những con giáp năm này có tính cách hoạt bát, dễ thương, ngoại hình ưa nhìn, dễ mến, nên đi đâu họ cũng được người khác giới quý mến. Vì vậy nên họ bị mang tiếng là đào hoa, nhiều người yêu. Thế nhưng bản chất họ lại là người vô cùng nghiêm túc trong tình yêu. Yêu ai cũng phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng. Và đàn ông thuộc năm con giáp dưới đây sẽ yêu thương vợ tuyệt đối. Ra đường gặp mỹ nhân cũng không ngoái đầu. Đi làm kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều đưa cho vợ. Các bạn nữ kết hôn với những người này tưởng chừng sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng thực chất họ lại là những người lận đận trong chuyện tình duyên. Ít nhất phải trải qua hai đời vợ và thường sau 40 tuổi mới mong có được bến đỗ của cuộc đời mình. Đó là những con giáp năm nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cách nhận biết các cục diện lá số tử vi của những người đàn ông đa thê. Họ là những người có các cục lá số tử vi như sau. 1. Hoa cái thủ mệnh. 2. Cung phu thê có sao thiên mã nhưng có tuần hoặc là triệt, hoặc cả triệt và tuần. Để chính xác chúng ta xét thêm cung tử tức. Nếu là số tử vi có một trong 6 các cục sau, chắc chắn sẽ phải trải qua ít nhất 2 đời vợ. 1. Cung tử tức có sao cự môn và sao thiên cơ đồng cung. 2. Cung tử tức có sao thiên tướng đồng cung với sao tuyệt. 3. Cung tử tức có sao thai hoặc đế vượng, hoặc có sao thai tả phù, hữu bận. 4. Cung tử tức có sao sao phụ binh hoặc là tướng quân. 4. Cung tử tức có sao phụ binh hoặc tướng quân. 5. Cung tử tức có sao thái âm, thiên phúc. 6. Cung tử tức có sao đà la. Đây là 6 các cục nam mệnh có con riêng trong lá số tử vi. Trong lá số tử vi, sao hoa cái luôn nằm ở 4 cung tứ mộ, thìn, tuất, sửu, mùi. Sao hoa cái không bao giờ nằm ở các cung tứ chính và tứ sinh. Sao thiên mã luôn luôn nằm ở 4 cung, dần, thân, tị, hợi. Cung thiên mã được tính là cung đối xung của bộ tam hợp tuổi. Những người mệnh có sao hoa cái thủ mệnh thì cung phu thê bao giờ cũng có sao thiên mã. Đó là quy luật bất di bất dịch. Sao hoa cái luôn nằm ở chi cuối của bộ tam hợp. Ví dụ, thân tí thìn nằm ở cung thìn, dần ngọ tuất nằm ở cung tuất. Vậy những con giáp năm nào có các cục là số tử vi đa thê như vậy? Đó là năm con giáp dưới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tuổi Sửu. Những người đàn ông tuổi Sửu thường rất tốt bụng, thật thà, chăm chỉ, nhưng nhược điểm của họ lại thiếu khéo léo trong giao tiếp. Do đó, một khi đang có xích mích với vợ mà nghe thêm những lời đàm tiếu không hay từ người ngoài, họ sẽ khó giữ được bình tĩnh mà tranh cãi với vợ con của mình. Không chỉ vậy, mối quan hệ của tuổi Sửu với nhà ngoại không mấy tốt đẹp, họ có nhiều uất ức bị dồn nén trong lòng. Vì vậy, nếu không biết cách dung hòa, cuộc hôn nhân của năm mạng tuổi Sửu rất dễ đổ vỡ, và mãi tới cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm thì con giáp này mới rút ra được kinh nghiệm để chuyện tình cảm êm đẹp hơn. Để hạn chế hôn nhân đổ vỡ, tuổi Sửu nên kết hôn với người tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Sửu cần phải sử dụng vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua ít nhất hai đời vợ. Vòng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 2. Tuổi Dần. Đàn ông tuổi Dần yêu rất cuồng nhiệt, một khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng hết dạ, đối đãi chân thành với đối phương, nhưng do bản tính tự kiêu, áp đặt ý kiến cá nhân cho người khác nên dần dà họ sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, bí bách, mặc dù quãng thời gian ban đầu tình cảm rất mặn nồng. Hôn nhân của người đàn ông tuổi Dần thường không mấy suôn sẻ,
thậm chí phải trải qua nhiều sóng gió dẫn tới ly hôn. Phải mất một thời gian sau đó họ mới xoa dịu được vết thương lòng mà tiến thêm bước nữa. Cuộc sống sau đó của họ cũng khá hạnh phúc, sung túc, có của ăn của để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Dần cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua ít nhất hai đời vợ. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 3. Tuổi Mão. Những gia chủ năm mệnh tuổi Mão là những người rất biết trân quý duyên trời định, yêu thương vợ con. Tuy nhiên đây vẫn là một trong năm con giáp nam ít nhất hai đời vợ do bản tính câu nệ tiểu tiết, nhạy cảm của con giáp này. Bên cạnh đó, những người đàn ông tuổi Mão thường hay âu sầu, lo lắng quá độ, tính khí thất thường nên cuộc sống hôn nhân không mấy êm đẹp như những gì họ mơ ước. Lấy vợ tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi sẽ giúp tuổi Mão bớt những sóng gió trong cuộc sống hôn nhân, để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu. Những người tuổi Mão cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua ít nhất hai đời vợ. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 4. Tuổi Thìn. Những người đàn ông tuổi Thìn luôn tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, đánh giá cao giá trị bản thân mà ngó lơ, thiếu tôn trọng nửa kia của họ. Không chỉ vậy, đàn ông tuổi Thìn rất ít khi nhận sai, cầu toàn và đôi khi tự cho mình cái quyền phê phán, chỉ trích người khác. Mặc dù trong giai đoạn đầu hôn nhân, người đàn ông tuổi Thìn cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ như được rải đầy hoa hồng, nhưng càng về sau, những mâu thuẫn nhỏ lẻ sẽ khiến cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, từ đó dẫn tới ly hôn. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua ít nhất hai đời vợ. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 5. Tuổi Mùi. Tuy là người sống tình cảm, có tính cách hiền lành, dịu dàng, nhưng đàn ông tuổi Mùi cũng là người có tính ỷ lại, thậm chí là người nhát. Trong tình yêu, tuổi Mùi dễ bị tổn thương bởi trái tim đa sầu đa cảm. Họ hay hờn dỗi, vu vơ, đòi hỏi đối phương phải chiều chuộng, chăm sóc họ, thậm chí đôi lúc còn tỏ tính đỏng đảnh, khiến đối phương khó lòng bắt kịp. Nếu không thể khắc phục được nhược điểm này, đàn ông tuổi Mùi sẽ khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi và sau nhiều lần, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cuộc sống hôn nhân của họ sẽ đi tới hồi kết. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Mùi cần phải sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua ít nhất hai đời vợ. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Lộc Tài.
Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị, năm con giáp nam trở định phải trải qua ít nhất hai đời vợ mới mong có được hạnh phúc thật sự. Quý vị có thuộc một trong những con giáp này hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.